Từ nay cho đến Tết Nguyên đán Quý Mão, 100 tỷ đồng tín dụng chính sách trong kế hoạch vốn năm 2023 sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng gấp rút giải ngân nhằm kịp thời ứng vốn cho khách hàng trong mùa cao điểm sản xuất kinh doanh cuối năm và Tết Nguyên đán. Ngay từ đầu tháng 12, chị Huỳnh Thị Thiên, chủ cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, đã tất bật chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo chị, nhu cầu sử dụng vốn lưu động để tích trữ hàng hóa trong những tháng cuối năm, phục vụ nhu cầu Tết tăng gấp 3 lần so với bình thường. Rất may, dịp này, thông qua Hội Nông dân phường, chị được tiếp cận nguồn tín dụng chính sách với số tiền 100 triệu đồng, được thụ hưởng chính sách cấp bù lãi suất 2% một năm theo Nghị định 36 của Chính phủ. Hiện tại Tết thì nhu cầu Tết rất là nhiều, thì cái nguồn vốn này là hỗ trợ cho gia đình em là rất là nhiều, hàng hóa mua để bán trong dịp Tết này là rất là nhiều. Trong tháng 12 năm 2022, toàn phường Mỹ An có 56 khách hàng như chị Thiên được tiếp cận nguồn tín dụng chính sách với tổng dư nợ giải ngân là 3,3 tỷ đồng. Được đánh giá là kịp thời, nhưng nguồn tín dụng chính sách này chỉ giải quyết được một phần nhỏ nhu cầu vốn khôi phục sản xuất kinh doanh của bà con nhân dân toàn phường. Theo khảo sát của hội thì nhu cầu vốn thì khoảng tầm 5 đến 10 tỷ. Trong thời gian vừa qua thì cũng Ngân hàng Chính sách đã tạo điều kiện giải ngân được 3 tỷ. Bây giờ nhu cầu còn lại thì khoảng tầm 4 tỷ đến 5 tỷ nữa. Nhu cầu của địa phương thì cũng rất là mong mà thành phố cũng như trung ương có cái nguồn vốn như thế nào đó để tiếp tục tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ cho các hộ tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán trong cái dịp Tết này, để làm sao cho đâu cái mặt hàng cũng như là kinh doanh buôn bán trong dịp Tết được phong phú đa dạng, và từ cái nguồn vốn này thì sẽ tạo điều kiện cho bà con nhân dân chúng ta tiếp tục được phát triển kinh tế. Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã giải ngân mới cho trên 26.000 khách hàng với tổng số tiền trên 1.600 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù chưa hết năm 2022, nhưng trong tháng 12, đơn vị đã giải ngân hết 50 tỷ đồng kế hoạch vốn 2023 của Trung ương phân bổ và khoảng 50 tỷ đồng vốn từ nguồn thu hồi nợ để quay vòng. Nếu từ nay đến tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố xúc tiến nhanh kế hoạch ủy thác 200 tỷ từ ngân sách địa phương sang ngân hàng theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố, thì đơn vị sẽ chủ động hơn về nguồn lực, kịp thời giải ngân vốn, đáp ứng nhu cầu vay trước Tết. Là năm nay cái nhu cầu bà con vay rất là lớn, vì bởi trong cái bối cảnh sau cái đại dịch người ta đã gặp khó khăn về nguồn vốn. Bên cạnh đó thì chính sách của chính phủ cho bà con được là hỗ trợ 2% lãi, 2% lãi suất. Do đó thì là cái lãi suất lại giảm đi, và trong khi đó thì là đời sống khó khăn. Chính vì vậy là người ta cái nhu cầu vốn rất là lớn. Thì chúng tôi cũng đề nghị với Ủy ban thành phố sớm ngay từ những ngày đầu năm chuyển vốn qua Ngân hàng Chính sách, và chúng tôi sẽ tăng phiên giao dịch để phục vụ bà con tại 56 xã phường để cho bà con có cái nguồn vốn trong cái dịp Tết này. Cũng theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng, sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nay kinh tế thành phố đã có phần khởi sắc, nhu cầu vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh trong dân tăng hơn dự kiến. Nếu được giải ngân trong năm 2022 và 2023, các khoản vay có lãi suất trên 6% thuộc kênh tín dụng chính sách đều được chính phủ cấp bù 2%. Đây là cơ hội để các đối tượng yếu thế được thụ hưởng nhiều hơn các chính sách hỗ trợ từ chính phủ và thành phố. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, hơn 23.000 khách hàng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Dự ước cả năm 2022 là 25 tỷ đồng. Một con số không hề nhỏ trong bối cảnh mọi chi phí sản xuất kinh doanh đang không ngừng tăng lên như hiện nay.